Sáng ngày 26 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện cùng lãnh đạo sở ngành liên quan có buổi gặp gỡ với đoàn các thành viên của Hội Đồng Hương Đồng Tháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Được biết các thành viên của đoàn thăm Đồng Tháp lần này đa số là cựu học sinh miền Nam trên đất Bắc hạt giống đỏ của cách mạng Việt Nam. Thay mặt các thành viên của đoàn, bà Lê Kim Hoa cho biết rất cảm động và ấn tượng trước sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo tỉnh, đồng thời bày tỏ niềm phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, sự thân thiện nghĩa tình của chính quyền với nhân dân và những người con xa quê. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phước Thiện cảm ơn sự hỗ trợ của Hội đồng Hương Đồng Tháp tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt thời gian qua, nhất là trong các hoạt động an sinh xã hội, đồng thời chúc sức khỏe và chúc các thành viên trong đoàn có chuyến thăm thú vị và vui tươi tại Đồng Tháp. Để chủ động phòng chống bệnh đau mắt đỏ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp. một Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch, không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng, không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, mắt kính, khẩu trang. 2. Vệ sinh mắt mũi họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường. 3. Sử dụng xà phòng và các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ dùng, vật dụng của người bệnh. 4 hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc người nghi bệnh đau mắt đỏ. 5. Người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác và đến cơ sở y tế để được khám tư vấn điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế. Toàn tỉnh hiện có 1.402 trên 1.819 thủ tục hành chính được cấp trực tuyến toàn trình và một phần đạt 77,08% đồng thời thực hiện việc tích hợp trên cổng dịch vụ công quốc gia theo quy định. Trong tháng 9 năm 2023, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến đạt tỷ lệ 53,15%. Các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện hiệu quả bao gồm Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự, Ủy ban nhân dân huyện Tháp 10 có số lượng hồ sơ trực tuyến phát sinh đạt tỷ lệ trên 92% thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính và sử dụng lại kết quả bản sao chứng thực điện tử để thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại các cơ quan đơn vị địa phương từng bước có sự chuyển biến. Theo đó, trong tháng 9, số lượng hồ sơ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính đã hoàn thành 73.561 hồ sơ. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có quyết định phê duyệt dự án hạ tầng phục vụ chương trình phục hồi và phát triển đàn xéo đầu đỏ tại vườn quốc gia Tràm Chim. Dự án được đầu tư nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cứu hộ, bảo tồn một số loài sinh vật quý hiếm dùng đồng thấp 10, đặc biệt là xéo đầu đỏ. Dự án được đầu tư tại trại bảo tồn sinh vật thuộc phân khu A3 thuộc vườn quốc gia Tràm Chim. Tổng diện tích chiếm đất là khoảng 36.620 m2. Các hạng mục đầu tư gồm có khu nuôi nhốt chim sinh sản, khu nuôi nhốt xéo non, di dời khu chuồng cách ly và khu cứu hộ cây xanh, dần dần nhằm chủ động phòng ngừa ngăn chặn giảm thiểu nguy cơ cháy nổ và hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh sở công thương đề nghị ủy ban nhân dân cấp quyền công ty điện lực đồng tháp tăng cường công tác quản lý an toàn sử dụng điện trong sinh hoạt sản xuất kinh doanh và dịch vụ theo đó ủy ban nhân dân cấp quyền chỉ đạo các đơn vị liên quan điện lực tại địa phương tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật kiến thức để người dân doanh nghiệp hiểu và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn điện xử lý theo thẩm quyền về các hành vi vi phạm về an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Quỹ ban nhân dân thành phố Sa Đéc xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa hưởng ứng Festival Hoa kiển Sa Đéc lần thứ nhất năm 2023. Lễ phát động dự kiến tổ chức lúc 7 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2023 tại khu vực cổng A, công viên Sa Đéc, đường Tôn Đức Thắng, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc.